con để đây đi. Không dạ mẹ ạ. Đi đi. Đây. Ngồi lại đây. Ăn ăn đi. Đó ăn đi con. Này, đi đi. Ngon không? Đây ngồi đây này, đây này của con đây mà, gì này, yeah. Ừ. Con ngồi đây đi, con ngồi đây mẹ đi lấy bát ra mì tôm nhá, mẹ lấy bát mẹ pha chín cho con ăn nhá, nha ngồi yên nha, đây ngồi đây ngồi đây ngồi đây ngồi đây, à. Đi đi lại đây ngồi với chị. Đi đi lại đây ngồi với chị để mẹ đi lấy bát. Đó, ngồi yên nhé. Con đây, đây, xuống đây. Ăn không? Đây này, con đây mà. Cho mình miếng to lên này. À không, cái này của em, để mẹ bỏ bẻ cái này cho con. Để bẻ cái này cho con. Rồi. Ừ, để đây, con đừng có đổ gói đấy nha, để đổ gói này ăn này, bóc gói này ăn này. Con gói đấy con không cần con ăn. Đi ăn không? Này. Cầm. Đây, để mẹ bỏ cho. Đi không ăn à? Được ăn với mẹ không? Còn đâu? Đừng có đổ ra con. Này cho cái gì này. Đừng bỏ ra đây nữa con. Mình cái này để cắt đi nhá. Bỏ cái này vô con van không. Úi dồi. Ngon. Con ăn cẩn thận đóng hóc nha. Không, cái này cái vỏ không ăn được. À con, ở đây cho mẹ, mẹ cho em đi tìm miếng nhá. Không được rồi. Nè, chị cho kìa. Chị cho kìa. Con gì đấy? À đi đi đi, đây con, đổ cái đèn của mẹ. Kìa đấy. Ủa đầu em đi tìm dính cái gì đó con này. Không được cắn mẹ nhá. Đấy, sao vừa nay này cắn nhà. Này con cho em đi đi nhá. Ôi miếng nhỏ thôi con, em không ăn miếng to đâu. Nè, để mẹ bỏ vào đây nhá. Không ăn thì mẹ bỏ vào đây nhá. Rồi. Con thả tay ra cho em trèo lên nhá. Đó. Wow, em chiều cao chưa? Thích nhờ. Để yên đi em kèo kìa. Đấy ạ, em nhiều cao chưa? Ủa rồi. Trèo cao quá rồi ngã. Em lên trèo. Anh ngồi xuống đi con. Ngồi xuống, ngồi lại đây xem em trèo này hay chưa? Con ngồi lên đây con mới thấy vỏ. À. Này này, con ngồi xuống đây xem em đi trèo này. Đó. Đấy, trèo mấy vòng xong lại xuống. Chưa đi trèo chơi chán chưa? Chào. Yeah.
đi đói đúng không? Nào đưa gấu đưa đây, gấu đưa cái nắp đây, rồi gấu để yên cái nắp đấy, yên cái nắp lên, mẹ đổ sữa vào trong bình đây rồi con cho em. Nào cho mẹ mượn, con cầm bình sữa cho em uống nhá. Nào đây, đây. À con cho em uống đi, con dứt cao cái này lên một tí là em mới uống được. Đó đúng rồi, bỏ qua nhỉ. À con nhấc cao cái bình này lên này, con để như thế này là em uống được. Đó con để như thế này là em uống được này. À gấu giỏi quá. Chị thích không? Trời ơi sướng thế, được chị cầm cho uống sữa sướng nhỉ. Ngon nhỉ. Tí mày lấy sữa con uống lại nhé. Ủa, con không cầm nữa hả? À đây con cầm dưới này này, con cầm trên đấy là em không uống được. Đó. Ngon quá. Chị đi tự cầm uống nhá. Chị đi cầm giỏi mẹ như nào. Em đang còn mà con, em đang còn. Em đang còn không cần đổ nữa đâu, em no rồi. Để cho em tự cầm cái bình này xem nào. Em tự cầm cái bình này xem nào. Đây, em cầm cái bình nhá. Trong đấy hết sữa rồi. Còn gì cho em mút đâu con. Đó, hết rồi em chạy đi. Rồi để mẹ cắt lên đây để ta lấy mì tôm xuống này. Mẹ cho con ăn nữa nhá. Con ăn không? Để đây nhá. Con nhé. Con không? Con nhỉ? Đi ăn không? Để mẹ lấy ra cho tí nha. Lấy ra cho chị gấu xong rồi lấy cho tí nha. Đây. Đây là củ gấu. Củ gấu mẹ ăn nhé. Rồi để mẹ lấy cho tí nha. Tí ngồi yên. Tí ngồi yên. Nào ngồi yên để mẹ cắt ra cho nào. Để mẹ cắt nha. Cắt nhỏ ra đi ăn nha. Đây, này mì tôm của con này. Con ăn không? Con lấy ăn đi. Ui ôi, gấu chơi bốc luôn à con. Đi, đi ngồi lên đây ăn cho dễ nhá. Đỡ phải với nhá. Đây, con này, con ngồi lên đây. Để bát này chỉ ra nóng nha. Đi lại đây mẹ con à. Ngồi đây nhá. Con ăn không? Ăn mì tôm nhá. Đây này là cái gì đây? Bỏ đi. Nhớ lên. Đó, đi lên. Lên đây. Lên trên đây rồi. Đi con ngồi lên đây nhá. Con ngồi lên đây. Ngồi lên đây mẹ ăn xong rồi mẹ bế nhá. Ăn không? Con lại lấy của con ăn đi. Nhá. Gấu ơi đừng nhịp đấy con. Đi không phải được. Cái của con đây nhá. Con đây này. Con lên con ăn đi. Con lên con ăn đi. Ngon quá. Ngon quá. Đi lên ăn đi. Giỏi quá. Ừ.
Ngủ đây nha, hôm nay mẹ ăn xong mẹ cho đấy nha. Lấy này cho lấy. Đây 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 đây. Nhấc chân ra. Nhấc chân ra. Em ạ, mày lấy đi ăn nhé. Đi em phải lấy cho. Này.